một vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong tiến trình xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ những hộ nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hoạt động từ thiện và những việc làm cụ thể của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã góp phần không ít đối với chủ trương xóa hộ nghèo, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn mới ở các địa phương vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mô hình sửa chữa điện đồng hành cùng hộ nghèo vượt khó. Đến với những hộ nghèo các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Trảng Bàng ngày nay, ai cũng thấy rằng mặc dù đời sống của các hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các hộ gia đình đều có điện thắp sáng, phục vụ cho sinh hoạt sản xuất và đặc biệt là hỗ trợ cho con em của người dân có ánh sáng để học tập vào ban đêm. Để có được nguồn điện thắp sáng cho các hộ gia đình nghèo khó khăn tận các địa phương vùng sâu, vùng xa là nhờ có sự quan tâm của đảng ủy và chính quyền địa phương các cấp. Tuy nhiên, để cho nguồn điện được ổn định và giúp cho người dân những kiến thức cơ bản về sử dụng điện là nhờ vào đội ngũ giáo viên và học sinh ngành điện của trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh. Việc làm này xuất phát từ mô hình sửa chữa điện, đồng hành cùng hộ nghèo vượt khó của trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh, từ ý tưởng của Hội Chữ thập đỏ nhà trường. Để thực hiện được mô hình này, Hội Chữ thập đỏ nhà trường đã được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của chi bộ và ban giám hiệu nhà trường, đồng thời có việc phối hợp chặt chẽ và sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Chữ thập đỏ huyện và các xã trong huyện. Tuy nhiên cũng phải kể đến vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mô hình, đó là việc hỗ trợ về chủ trương và cung cấp một phần nguồn kinh phí cho việc thực hiện mô hình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh và tại địa phương do các cấp hội vận động. Thì chỉ cần có một số mạnh thường quân nào hỗ trợ giúp đỡ là mình có thể thành lập một cái nhóm cái tổ của trường mình tự giác đến sửa chữa các hộ dân, các cái dây điện không an toàn của từng hộ dân. Cũng nhiều năm rồi, ở Phước Chỉ, năm rồi hết 52 hộ. Và mới đây, trong năm nay thì cũng xin từ cái nguồn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tài trợ một số tiền. Thì trường nghề Nam Tây Ninh thì cũng có vận động các đổ điện đến để gắn sửa điện. Đó, từ đó dân nó người ta an tâm về điện, không có sợ ảnh hưởng nguy hiểm hay mất sức khỏe, ta rất an tâm. Tính đến nay, sau hơn một năm thực hiện mô hình, thầy và trò ngành điện của trường trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh đã sửa chữa và lắp đặt điện thắp sáng cho hơn 100 hộ gia đình nghèo trong huyện, gồm các xã Gia Lộc, Bình Thạnh, Phước Lưu, Phước Chỉ, Đồng Thuận, Hưng Thuận, Lộc Hưng. Thực hiện mô hình cũng là dịp để các giáo viên và học sinh của nhà trường tiếp cận, thấu hiểu và thông cảm hơn với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó giúp cho các em ý thức được việc giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội là việc làm từ thiện cần phát huy. Đây cũng chính là mô hình giúp đỡ cộng đồng được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh đánh giá cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình còn phải nói đến sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban nhân dân các xã trong huyện, đặc biệt là vai trò của Hội Chữ thập đỏ ở các xã. Vừa phối hợp với chính quyền địa phương trong việc điều tra tình hình các hộ nghèo trong xã, vừa tìm hiểu nắm bắt hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu về sử dụng điện của từng hộ gia đình, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã đã đồng hành phối hợp cùng các tổ thực hiện mô hình đến với từng hộ dân có nhu cầu về sửa chữa và lắp đặt nguồn điện. Qua đó để theo dõi, giúp đỡ cho các giáo viên, các em học sinh trong quá trình thực hiện sửa chữa và lắp đặt, đồng thời cùng chia sẻ niềm vui với bà con khi có nguồn điện thắp sáng ổn định. Thì qua cái thắp sáng miền quê cho những cái hộ nghèo và đem lại ánh sáng cho hộ nghèo thì bản thân mình rất vinh hạnh và vui vẻ là khi được bà con nhân dân các ấp trong xã thương yêu mình, khi được mà đến câu cho mỗi một hộ gia đình được hai bóng đèn và dây điện và sửa chữa là 20 hộ, rồi câu bóng đèn là được 21 hộ, thì nhìn chung là bà con nhân dân hộ nghèo thì họ rất mừng phấn khởi khi được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Thuận cùng với trường trung cấp nghề Nam Tây Ninh.
Việc thực hiện mô hình sửa chữa điện đồng hành cùng hộ nghèo vượt khó của trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh còn tạo điều kiện để các em học sinh ngành điện của trường có được môi trường thực tế để thực tập. Với sự theo dõi hướng dẫn của các giáo viên, giúp cho các em nâng cao kiến thức, thực hành đúng kỹ thuật trong thao tác thực tiễn, đảm bảo an toàn, hạn chế sai sót đáng tiếc. Thì, trường Trung cấp nghề Nam Tây Ninh thì nó đào tạo các cái nghề trung cấp, sơ cấp, trung cấp. Rồi trong đó nó có như ngành cơ khí, đặc biệt là ngành điện. Ngành điện thì học sinh vô ngành điện này nếu mà tốt nghiệp là trung học cơ sở thì vô học 3 năm. Còn tốt nghiệp trung 2 học 2 năm. Thì sau khi nó học 2 năm rồi thì những em rất là thành thạo về điện, rất là trang bị điện. Từ cái ý tưởng đó mình có một cái đội ngũ rất là rành nghề. Mà những học sinh nó vừa làm vậy nó là thực tập thêm. Nó học 5 năm nó thực tập tới nghề nó càng vững chắc. Mà nó cảm thấy đi vùng sâu vùng xa nó thấy là dân mình còn nghèo. Từ đó nó còn cố gắng nó học hành nó sau này nó sẽ phục vụ cho những người nghèo đó. Nó đến nó làm từng hộ nghèo vậy nó cảm thấy nó làm việc tốt. Nó rất là phấn khởi. Cái này cũng mong muốn sau này các cái mạnh thường quân có các kinh phí thì hỗ trợ nhà trường cũng sẵn sàng đưa cái đội tình nguyện của mình đi gắn điện sửa điện các cái huyện vùng sâu vùng xa cũng như các cái huyện lân cận nghèo. Chủ yếu mình trước mắt những người nghèo, còn những người khác giả mà không an toàn về điện thì cũng sẵn sàng sửa chữa giúp. Có được nguồn điện thắp sáng ổn định, phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình, phục vụ cho tăng gia sản xuất và nhất là có điều kiện thuận lợi cho việc học tập của con em mình. Những hộ gia đình nghèo đã không giấu được niềm vui và cảm ơn sự quan tâm của nhà nước, nhất là những tổ chức cá nhân trực tiếp thực hiện mô hình này. Trước kia thì xài đèn dầu. Sau này rồi cái ở đây cái thấy hoàn cảnh khó khăn, sau giờ cứ vô điện đi rồi người ta miễn cho một phần nào đó. Dạ. Thì cố gắng mình cũng cố gắng mình vô. Khi mà anh em chưa tới lắp cái đường điện cho mình thì mình sử dụng điện thế nào? Dạ, nó chập chờn ra sinh hoạt không được, dạ nước điện cũng không có, rồi cháu học hành cũng không được. Dạ, đường thông suốt tới bây giờ thì cũng rất là tốt, thắp sáng cho các cháu học hành cũng được. Trước đây thì gia đình cũng khó khăn nhưng từ đó tới bây giờ cũng nhờ ở cấp nghề Thái Nam Tây Ninh đó thì cũng xuống đây cũng giúp đỡ cho gia đình cũng có ánh sáng. Hiện giờ tôi cũng xin thành thật cảm ơn và cảm ơn luôn cái hội của cái hội đậu tập đỏ ở huyện và xã. Từ hồi có điện tới giờ thì tôi xài nước bơm, mà còn hồi chưa có điện thì tôi xài nước sách. Yeah. Cũng như sách quay giếng quay á. Yeah. Quay lên xài, thay vì hồi không có điện thì phải quay, phải chắc, cực khổ. Còn này có điện rồi thì nước vô tới nhà, không có cực. Các cháu hồi đó thì nó học hành cũng hơi là nó trên lệch, nhiều cái nó thấy, nhiều cái nó không thấy. Còn bây giờ có điện rồi thì cháu nó thấy đủ mọi mặt, là nó hiểu biết nhiều hơn nữa. Thấy là từ có điện thì nó phát triển khá hơn cái hồi chưa có điện. Tôi cũng cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ với trường trung cấp Tây Ninh. Lời cảm ơn của người dân nghèo khi có nguồn điện thắp sáng và sinh hoạt ổn định cũng chính là niềm vui được chia sẻ đối với những người thực hiện mô hình sửa chữa điện đồng hành cùng hộ nghèo vượt khó với đảng ủy chính quyền địa phương các cấp, với ban giám hiệu, các thầy giáo và học sinh trực tiếp tham gia thực hiện mô hình. Công tác này còn nói lên được vai trò của các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh với vai trò từ thiện, giúp đỡ cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, làm chiếc cầu nối không thể thiếu, góp phần cùng nhà nước thực hiện xây dựng nông thôn mới, kéo giảm hộ nghèo, hạn chế đến mức thấp nhất các hoàn cảnh đặc biệt, giúp người dân nghèo trong tỉnh vươn lên trong cuộc sống. Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, số 322 đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh. Điện thoại số 0663-820-248 hoặc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tây Ninh, số 40 đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Tây Ninh. Điện thoại số 0663-822-350. Xin kính chào và hẹn gặp lại!